Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Sau khi nhà sản xuất chia tập 240 ra làm phần thượng và phần hạ, thì đến tập 242, tình tiết phim đã có chút thay đổi so với nguyên tác. Có thể thấy mở đầu trailer là hình ảnh Dương Vô Địch cầm trong tay pháo hồn thương, chĩa thẳng vào ngực Đường Hạo với thái độ vô cùng tức giận. Năm xưa, khi Gạo Thiên Tông chưa phong bế vẫn còn là đệ nhất thiên hạ tông môn, phía dưới có rất nhiều bè phái phụ trúc. Trong đó có tứ đại đơn độc thuộc tính bao gồm lực chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc cùng với phá chi nhất tộc. Sau khi Gạo Thiên Tông gặp chuyện không may, tuyên bố phong bế, lui về ẩn cư bỏ rơi bọn họ, có thể nói là mỗi người mỗi ngả, tán loạn cực kỳ, tứ tông tộc đã trực tiếp bị Vũ Hồn Điện mạnh mẽ đàn áp. Bởi vậy, thù hận giữa bọn họ với Gạo Thiên Tông đã ăn sâu vào máu. Trước đây, thành lập Đường Môn, Đường Tam đã cố gắng không ít công sức, đồng thời cam kết Đường Môn không có quan hệ gì với Gạo Thiên Tông bọn họ mới đồng ý gia nhập. Mà hiện tại, đại chiến Gia Lăng Quan tạm thời kết thúc, việc phân phó đệ tử trong quân doanh khiến hai bên chạm mặt nhau mới khiến cho tình thế lúc này căng thẳng như vậy. Trong Đường Môn, ngoại trừ lực chi nhất tộc ra thì các tông tộc khác vẫn rất hận Hạo Thiên Tông, mà Dương Vô Địch với tính cách của ông sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Mặc dù Đường Hạo và Đường Khiếu đã thay mặt Hạo Thiên Tông xin lỗi, đồng thời hứa sẽ bù đắp cho bọn họ, nhưng thái độ của Dương Vô Địch vẫn không hề có chút nào gọi là thỏa hiệp. Lúc này, ông thật sự đã bất bình tĩnh, giọng nói mang theo khí thế quát lớn: "Bù đắp ư? Các người định bù đắp cho chúng ta bằng cách nào? Bù đắp có mang con trai của ta sống trở lại được hay không?" Nói rồi, tay phải cầm thương khẽ động, phá hồn thương ngay lập tức đâm vào người Đường Hạo đang ngồi trước mặt. Nhưng đúng lúc này thì Đường Tam đã xuất hiện và đỡ thay cha mình bù kích kia. Mũi thương sắp bén xuyên qua lớp áo khiến máu từ trên ngực Đường Tam chảy ra. Thế vậy, Bạch Hạc và Thái Thản, Ngưu Cao đã tiến lên ngăn cản Dương Vô Địch. Lão dễ già này thật sự đã quá kích động rồi. Cũng trong lúc này, tại Thiên Sứ Thần Điện, đề cầu khảo của Thiên Nhật Tuyết vẫn đang diễn ra. Trong khoảnh khắc, khi Thiên Nhật Tuyết cảm giác được dường như có vật gì đó dung nhập vào thân thể của mình, bảo thạch hình thoi trên trán liền sáng lên lấp lánh. Năng lượng ba động khổng lồ đang không ngừng phát ra từng đợt nổ vang kịch liệt. Trên thần điện, kim quang đột nhiên tối sầm lại, pho Thiên Sứ Thần Tượng đã biến mất, chỉ còn lại một mình Thiên Nhật Tuyết ở trong không gian tối mịt. Nàng đi mãi vẫn không tìm được lối ra, khảo hạch này vẫn chưa kết thúc, không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì đây. Toàn thân Thiên Nhật Tuyết lúc này vô cùng khó chịu, nhưng nàng cũng hiểu được một điều, một khi linh hồn của mình không thể thừa nhận được sự thống khổ này, thì như vậy bản thân mình sẽ sụp đổ hoàn toàn, chẳng những kế thừa thần vị thất bại mà mình cũng đem mọi thứ trong Thiên Sứ Thần Điện hóa thành cho bụi. Dần dần ý thức Thiên Nhật Tuyết bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Đột nhiên, trong linh hồn nàng xuất hiện một bóng dáng mặc trường bào cao quý, đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đang dùng ánh mắt cao quý mà lạnh như băng nhìn chăm chú vào Thiên Nhật Tuyết, âm thanh của nàng vang lên: "Ngươi không phải muốn vượt qua ta sao? Ngươi không phải hận ta sao? Ta đợi ngươi. Mạng thiên tẩm tật chính là do ta lấy, muốn thay hắn báo thù, ngươi hãy tìm tới ta." Tinh thần Thiên Nhật Tuyết chấn động mạnh mẽ, trong lòng nàng thầm nghĩ: "Bỉ Bỉ Đông, ta hận ngươi, ngươi căn bản là không xứng trở thành mẫu thân của ta. Nhưng ta sẽ không lấy mạng ngươi, ta sẽ cướp đi mọi quyền lực mà ngươi rất muốn có, để cho ngươi biết thế nào là thống khổ." Bóng dáng Bỉ Bỉ Đông trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, rồi từ từ biến mất trong hư vô. Lực lượng linh hồn chợt được tăng cường, ý chí Thiên Nhật Tuyết nhất thời trở nên cường đại hơn, linh hồn gần như sụp đổ lúc trước, một lần nữa lại được ngưng kết. Lúc này, một hư ảnh nhạt lại hiện lên ở sâu trong óc nàng. "Hai tử, không được buông lỏng, nhất định phải kiên trì, đây là cơ hội mà Gia Gia dùng tính mạng đổi lấy cho ngươi. Lần này, hư ảnh xuất hiện chính là Thiên Đạo Lưu." "Gia Gia, ta sẽ không buông lỏng, ta nhất định sẽ thành công, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ thành người mạnh nhất để thay người hoàn thành di nguyện. Gia Gia, hãy cho ta sức mạnh để ta có thể đứng vững được trước sự thống khổ này." Trở lại đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc, sau khi xử lý ổn thỏa chuyện của Đường Môn và họ Thiên Tông, Đường Tam nghỉ ngơi một chút rồi cùng từ biệt mọi người rời đi. Đối với chuyện này, Tiểu Vũ vô cùng lo lắng, bởi vì Đường Tam nói sẽ một mình đi phủ ra hồn hoàn của Hạo Thiên Truy trước, sau đó mới hội ngộ cùng bọn họ tại bờ biển. Thời gian gần đây, những chỗ tốt lúc đầu khi Tiểu Vũ trải qua ma luyện trên hải thần đảo dần dần hiện ra, sau khi hồn lực tăng thẳng tới 76 cấp. Tốc độ tu luyện càng nhanh vô cùng, hiện tại đã đột phá 77 cấp. Vì đã lựa chọn ở bên cạnh Đường Tam, những thứ sau đó nàng sẽ cùng hắn đối diện tất cả. Sau khi Lùng Lục Quái và Bạch Trầm Hương tụ tập tại một chỗ, bọn họ cũng tạm biệt mọi người rồi âm thầm lên đường. Đến đây thì cũng hết tập 242 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.